Liên lạc giữa những nông dân rất gắn kết, vì vậy sản phẩm rất nổi tiếng ở Yecheon. Xin chào anh đang làm gì vậy? Tôi đang làm việc với sản phẩm của mình. Tôi nghe nói đã có rất nhiều bông cải xanh được sản xuất. Loại rau này sẽ bán như thế nào vậy? 40% sẽ được đem đi xuất khẩu. 40% là gần một nửa số lượng rồi đấy. Tôi thấy anh còn nhiều thứ nổi tiếng khác ngoài súp lơ xanh. Anh hãy cho tôi biết được không? Kể từ ngày tôi sản xuất trong nước đã làm ra hơn 12 sản phẩm. Tôi nghĩ rằng đây là lần đầu tiên tôi được biết. Hãy nhìn những bông cải xanh phát triển như một bông hoa. Wow, thật tuyệt vời, trông chúng như những bông hoa. Trông nó rất giống như món rau bắp cải vậy. Vậy bạn có thể dùng nó như món salad. Tên nó là gì vậy ạ? Radicchio. Nó có cái tên thật lạ và nó bắt nguồn từ vùng nào vậy ạ? Đó là một loại giống đến từ vùng Hà Lan. Tôi bắt đầu mua nó vào năm 2003. Chú phải chăm sóc đất, tưới nước chứ, vì nhiệt độ khác nhau sẽ tạo môi trường khác đúng không? Loại cây này chỉ được sản xuất ở vùng lạnh cao như là Pyeongchang hoặc là Daejeon và hạt giống đó không được sản xuất. Kiếm được chúng rất khó khăn, nhưng giờ chúng tôi có rất nhiều để bán. Trước đây chúng tôi dùng nhiều loại khác, giờ chỉ dùng mỗi loại su hào tím này thôi. Đối với tôi, giống này rất quý giá. Vậy giờ thế nào? Loại này rất ngon nhưng đắt. Loại này để lại vị rất ngọt. Nhìn ở đây có chút tím, tôi thấy giống màu lửa. Ở đây là su hào tím đỏ. Loại này ở đâu mà chịu khí hậu khắc nghiệt thế? À, ở tận Hà Lan. Su hào đỏ này có vị và hương đặc biệt, rất ngọt. Đây là giống được lai từ hai loại. Chúng đã được kết hợp thành công. Chúng tôi đã viết sách về nó. Loại củ này đã thay thế giống khác và đem lại cho chúng tôi sự khác biệt. Anh đang vứt bỏ những thứ này à? Vâng, tôi đang bỏ cái này. Nó như là cái áo vậy. Chỉ bỏ phần này thôi sao? Bạn có thấy phần bên trong không? Rất đồng đều đấy chứ. Nó thật giống nhau. Bên trong màu trắng và hơi có màu tím. Tôi được ăn lần đầu tiên. Nó ngon quá. Tôi biết nó là củ su hào mà. Không hề có vị đắng. Một hương vị rất đặc biệt. Nó mang hương vị của đá vôi. Nhưng tôi thấy nó không ngọt. Tôi sẽ giới thiệu nó khi về Daejeon. Ôi, ngon như hoa quả vậy. Cô có thấy sự thoải mái không? Tôi cảm nhận được tất cả. Khi ăn nó thật tuyệt vời. Một loại củ quá ngon. Nó tốt hơn cả củ cải. Nếu bạn ăn nó với thức ăn, vị rất ngon. Tôi đang nghĩ đây là cái gì vậy? Bắp cải đỏ đấy. Loại này $5 đúng không? Toàn là bắp cải đấy. Cái này đang thấy không giống loại củ trước đây. Loại này khác mà. Anh đã nhập nó từ Hà Lan đúng không? Đúng vậy. Hà Lan và Hàn Quốc, khí hậu rất giống với Yecheon. Loại này mọc và phát triển ở khu vực núi cao 300 mét so với mặt nước biển. Loại rau này luôn tạo ra vị riêng biệt. Các bà nội trợ Hàn Quốc luôn sử dụng nó.
이름인 제천 양채. 이미 우리나라 주부 구단들 사이에선 입소문이 Chúng đã được đem đi xuất khẩu trên toàn thế giới. Với sự giúp đỡ của công ty này, tôi đã thấy nhiều điều ở đây. Anh giải thích rằng đây là sản phẩm 12 anh em. 12 남매라고 설명을 처음에 해주셨어요. 양채 12 남매는 어떤 것들이 있나요? Hãy xem đi, các sản phẩm ở đây đều là các sản phẩm chất lượng cao. Cái này là đầu tiên. 제천 한옥들의 프리미엄 아주 제천 양채인데요. 첫째 브로콜리. 역시 첫 번째. Đó có phải là súp lơ xanh không? Còn có cả loại này nữa. Còn đây là sản phẩm cũng xuất khẩu. 미니 양배추. 로마네스코. 로마네스코. 양상추. 네. 비트. Còn đây là cây tỏi nổi tiếng của chúng tôi. Tôi đã thấy loại tỏi này trên Internet. Chúng tôi đã bắt gặp nhiều người ăn mì và dùng nó làm gia vị. Điều đó là sở thích của rất nhiều người đấy. Chúng tôi đã cố gắng đóng gói những sản phẩm tốt nhất. Còn cái này về dinh dưỡng, tôi nghĩ nó tương tự với súp lơ xanh. Không, nó nhiều vitamin C và dinh dưỡng hơn súp lơ xanh. Những bông súp lơ xanh như những bông hoa vậy. Món cải thảo này được nhổ rất cẩn thận và cả bắp cải tím nữa. Tôi đã nhìn thấy nó lúc nãy rồi. Bạn thấy đấy, đây là những sản phẩm hàng đầu của chúng tôi với thương hiệu 12 anh em. Trên thực tế, bên cạnh những gì ta đã nhìn thấy, với 12 sản phẩm xung quanh tôi, chắc chắn tôi không thể có lần thứ hai để được tận mắt thấy chúng. Chúng tôi có thể tìm thấy thông tin về những loại rau này ở đâu? Bạn có thể tìm kiếm trên trang chủ The Village của chúng tôi. Thông tin về dược thảo và rau đều có. Nếu bạn đến đây, các bạn có thể trực tiếp mua bán. Trên khắp cả nước, chúng thường được buôn bán ở các siêu thị. Ở đây, các bạn có thể gặp tôi một cách dễ dàng.